Từ này W-I nằm thanh 3, để gì bạn tự hiểu nha. Được chưa nè, dịch là hướng về. Được không? Hướng về ha. Rồi, bạn muốn nói hướng về cái gọi là hướng về cái hướng nào đó để mà thực hiện động từ, thì bạn phải nhớ cho cô đoạn cộng phương hướng cộng động từ. Được chưa nè? Ví dụ hướng về phía trước mà đi. Hướng về phía trước mà đi, được chưa nè? Thì sẽ là hoàng chiến dậu. Nhớ nè, hoàng là hướng về, chiến là đằng trước, dậu là đi, được đi về phía đằng trước, được chưa? Mình dịch là đi về phía đằng trước. Nhưng mà cái mình việc đi trước hay mình xác định được phương hướng trước, chúng tiếng Trung phải xác định phương hướng xong rồi mới đi được em. Được chưa nè? Hoặc hoàng nản chi, có nghĩa là em đi về hướng về phía nam mà đi. Nè các bạn ha. Rồi, hoặc hoàng vô biên quải, hoàng vô biên quải, hoặc là hoàng giữa biên quải. Quải nè em, cái màu xanh này nè, dịch là quẹo với rẽ hai bạn ha. Quải nè mang thanh ba, được chưa nào? Quải là quẹo rồi rẽ, kêu người ta quẹo bên phải quẹo bên trái, tiếng Việt mình là quẹo phải quẹo trái, nhưng mà tiếng Trung sẽ lại nói là sao? Hướng về bên phải quẹo, hướng về bên trái quẹo, hình dung được không? Cái việc bạn hướng về cái phía đó là bạn xác định trước, sau đó bạn mới thực hiện được hành động. Đó là cái điểm ngữ pháp nhỏ nhỏ. Ok chưa? Rồi, hôm nay mình học nhận diện luôn mặt từ nha các bạn ha. Hôm nay mình học cái từ hoạn nè. Được chưa nào? Sẵn cô giải thích cho mấy bạn, rồi cô đưa những cái từ bạn được học vô. Được chưa nào? Cô sẽ không ghi lại phiên âm, bạn về bạn tự tìm nha các bạn nha. Rồi, ai biết từ này là từ gì? Từ số 1. Từ vương. Từ vương. Mình học rồi đúng không nè? Quảng. Thấy từ quảng, từ hoàng giống nhau không? Thấy từ quảng với từ hoàng giống nhau không? Đó, được chưa nè? Nhưng cũng không giống lắm. Cũng không giống lắm ha bạn ha. Rồi, nha. Tiếp tục nè. Từ quảng nè. Từ thứ hai là từ gì? Ai nhớ nè? Từ chủ. Trụ, đúng rồi. Trụ là chủ. Ha các bạn ha. Vương, chủ. Rồi, từ này. Nét chấm. Ngọc. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục. Ngọc để ở dưới mái nhà. Bảo, đúng rồi, bảo. Được chưa nào? Bộ. Rồi, ngọc để trong thành. Quốc. Chính xác, của quốc. Rồi, bây giờ người mà làm chủ cái nơi mình sống thì chữ này là chữ gì vậy? Chủ là chữ này nè em. Chữ này đọc là gì? Chủ, đúng rồi, chủ. Là chú là ngủ. À, trên sinh sống, người mà làm chủ cái nơi mà mình sinh sống, được chưa nào? Thì dịch là chủ. Rồi bây giờ bộ này là bộ nhân đứng ở đằng trước, bộ này là bộ xích ở đằng trước. Để hai từ này nó rất là giống nhau, nó rất là hay lộn với nhau, cho nên bạn để ý cho cô, nếu mà sinh sống thì người làm chủ cái nơi mình sinh sống, còn hướng về phía nào đó thì bạn sẽ nhớ cho cô bộ xích xuất hiện, bộ này xuất hiện chứ không phải là bộ nhân đứng xuất hiện. Nếu bạn đặt bút xuống bạn viết mà bạn viết bộ nhân đứng đằng trước cái từ chủ thì bạn sẽ nhớ cho cô đó là chữ sinh sống. Còn nếu như bạn thấy là đằng trước cái chữ chủ mà là mang bộ xích ấy, thì bạn sẽ phải hình dung nó là chữ quặn hai bạn ha. Chữ này thì không thể giải thích theo cái kiểu như vậy được, cho nên là cô dùng cái từ này để phân tích với từ này và để nhận diện với một số cái từ mà bạn đã được học. Kịp chưa? Ghi lại về nhà để ý thêm. Ok rồi, bài học đến đây là kết thúc ha các bạn ha. Hy vọng là các bạn cũng đã bắt kịp được tiến độ, các bạn cảm nhận gọi là đã quen dần với cái tốc độ học như vậy chưa? Ổn chưa? Có dạ, nhanh đúng không? Dạ. Có hiểu vấn đề không? Bạn thấy ngày nào bạn cũng được học tiếng Hoa, bạn thấy hiệu quả nó lên rõ ràng, chính xác không nè? Một số bạn, còn những bạn còn lại cô không nghe bạn hay phát biểu, cô không biết bạn như thế nào. Được chưa nè, bạn học mà bạn tương tác được nó mới vui, còn nếu mà bạn không tương tác được, nó gọi là bạn im lặng mà ngồi viết không mà nó buồn lắm hai bạn ha. Mình học ở đây là mình hỗ trợ lẫn nhau chứ mình cũng không còn ràng buộc với nhau về điểm nữa, cho nên là